Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì audio chứ nhỉ? Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối mặt với đạo thiên kiếp cuối cùng có uy lực mạnh mẽ tới nỗi khiến cho người ta căm phẫn. Kế Duyên dùng ngay năng lực ngự lôi và nạp lôi cường đại trong sắc lệnh lôi chú để hấp thu vượt quá một nửa uy lực của lôi kiếp. Sau đó lại dùng tiên kiếm uy thế vô song chém ra thiên lôi và lôi vân. Nhưng ngay cả như vậy, lôi quang còn sót lại vẫn ương ngạnh đánh lên người hắn. Một kích này cũng không được xem là toàn lực, nhưng chắc chắn vô cùng khó chịu, làm cho Kế Duyên cảm nhận được sự trọn vẹn đau đớn đã lâu chưa từng thấy qua. Nhưng đã đến nước này, hắn lại càng không thể buông bỏ. Lúc này hắn đã vượt qua 9 phần 10 rồi, không thể để một phần còn lại trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ được. Sự khó chịu kia cũng không đơn giản chỉ là vài ngụm máu. Chẳng qua, đây cũng không hoàn toàn là chuyện sống. Bởi vì mặc dù Kế Duyên có thể không cần tốn quá nhiều sức lực để ngăn chặn tất cả thiên lôi, nhưng thiên kiếp này chỉ là của quyển sách. Không thể có chuyện ngay cả một tia sét cũng không đánh lên cuốn sách này được. Nếu không, chưa chắc sẽ không có lần thứ hai. Trong tiếng lôi quang phát ra tiếng xi xi, trước mắt Kế Duyên cũng chỉ còn lại lôi kiếp màu vàng, nằm giữa một mảnh màu tím. Toàn thân hắn run rẩy. Tay phải Kế Duyên nắm chặt tiên kiếm chậm rãi buông xuống, sau đó sờ lên ngực. Bàn tay đặt lên vị trí túi áo, nơi đó chính là túi gấm có con hạc giấy trú ngụ. Kế Duyên có thể nắm chắc chống đỡ nổi, nhưng con hạc giấy này càng ngày càng có linh tính kia lại cực kỳ yếu ớt. Khi sấm sét sắp đạt đến trình độ này đánh xuống, nếu đánh trúng thì hạc giấy sẽ hóa thành tro ngay lập tức. May mà lúc sờ vào túi gấm, Kế Duyên có thể cảm nhận được tờ giấy kia đang phình lên. Cũng may là túi gấm được đặc biệt gia cố, nếu không cũng khó mà được như vậy. Mục tiêu của lôi kiếp vẫn chỉ là cuốn thiên địa hóa sinh đang nằm ngay trong tay trái của Kế Duyên. Vì vậy, tia sét xẹt qua người hắn cũng chỉ là đường làm dẫn, sau đó phần lớn hội tụ với bàn tay trái. Kế Duyên vận khởi pháp lực, vừa treo chống giúp quyển sách, vừa lấy bản thân làm vật sản cản sấm sét. Thậm chí trong lúc ý nghĩ vừa động, một loại phát tiền bay ra từ trong tay áo, chỉ chốc lát đã hóa thành pháp lực và linh khí tinh thuần, góp phần gia tăng lực pháp cho Kế Duyên ngay lúc này. Hơn nữa, nó còn độ thêm một tầng pháp lực mỏng, trực tiếp đối chọi với tia sét. Cuối cùng một tia sét này cũng biến mất. Một mảng trên núi và mấy ngọn núi xung quanh đều bốc lên từng đợt khói. Kế Duyên tại chỗ đứng ổn định nhịp tim và pháp lực đang bị dao động. Trên người hắn cũng bốc đầy hơi khói trắng. Tiếng sấm sét vẫn còn vang lên như lúc trước, nhưng Kế Duyên cũng không còn kinh hoàng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhận ra đám mây đen kia cũng không hề hội tụ về một chỗ nữa. Đồng thời, một chạm của tiên kiếm lúc nãy đã tạo nên một lỗ hổng rất to lớn giữa tầng mây đen cuồn cuộn. Có tia nắng mặt trời xuyên qua đó, chiếu rọi ánh sáng xuống ngọn núi, làm cho tầm nhìn tăng lên không ít. Dù trên trời vẫn còn tia sét, nhưng đã không còn lôi kiếp làm lòng người kinh hãi kia nữa. Kế Duyên hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Cuối cùng cũng buông lỏng cánh tay phải đang đặt trước ngực. Lúc này, hắn mới cúi đầu xuống nhìn quyển sách trong tay. Màu trắng ban đầu của giấy tuyển thành đã biến mất. Cuộn giấy lộ ra màu vàng héo úa, thậm chí phần viền còn lưu lại dấu vết cháy xém đấm tấm. Còn hạt giấy trước ngực chui ra khỏi túi gấm, thò đầu nhìn bàn tay trái của Kế Duyên. Ngày thường, da tay hắn có màu vàng, vậy mà giờ đây mơ hồ biến hóa thành màu đen. Chẳng qua hiện tại Kế Duyên không có tâm tư để ý đến những tổn thương của mình, cũng quên mất sự đau đớn. Hai bàn tay cẩn thận cầm lấy hai đầu cuộn giấy, hắn từ từ mở ra ngay sau đó. Nhìn về ngoài, cuốn sách này đã không còn nguyên vẹn. Thế là trái tim vừa mới buông lỏng một chút của hắn lại trở nên khẩn trương hơn. Rốt cuộc sau khi cuộn giấy được mở ra kia, Kế Duyên nhìn thấy chữ viết trên đó vẫn nổi bật như cũ. Khi càng nghiện nhiều chữ hơn,
thần và ý trên đó cũng bắt đầu hiển lộ trong mắt hắn. Một vài chữ có nét mực đen sẫm, thậm chí là ngẫu nhiên lộ ra màu vàng tím. Chữ viết đều hoàn hảo, không ảnh hưởng đến thần và ý bao hàm bên trong. Sau khi cẩn thận cảm thụ, hắn còn thấy được trên đó có một loại khí tức mênh mông của thiên uy. Không có việc gì, không có việc gì là tốt rồi. Cho đến giờ phút này, Kế Duyên mới chính thức bình tĩnh trở lại. Thân thể cũng không còn căng thẳng như lúc trước. Giờ đây, cơn mưa trút xuống như nước đổ. Mưa lớn dập tắt những ngọn lửa do tia sét tạo nên ở những ngọn núi xung quanh, đồng thời cũng làm giảm độ nóng của mặt đất. Kế Duyên không thi triển thần thông thuật pháp nào, tùy ý để những hạt mưa đánh lên người mình. Cơn mưa lạnh buốt khiến tinh thần của hắn khẽ run lên, cũng càng ngày càng tỉnh táo hơn. Bây giờ, toàn thân hắn, nhất là trên bàn tay trái, cũng bắt đầu đau nhói. Ai ôi, đau thế! Kế Duyên tự cười chính mình. Với định lực cùng tinh thần cường đại của bản thân, hắn tự nhiên sẽ nhịn được một chút đau đớn ấy. Nhưng điều này không có nghĩa là nỗi thống khổ này rất nhẹ nhàng. Nếu đổi thành một tu sĩ khác, chỉ e gã đau đến mức đứng cũng không vững. Sau đó, tay phải Kế Duyên nhẹ nhàng lướt qua cánh tay trái. Trong nháy mắt, màu đen cháy xém trên đó lập tức mở đi, một ít bột mịn màu đen cũng rơi ra. Cánh tay nhanh chóng phục hồi lại như lúc trước, có vẻ là không còn đau đớn nữa. Nhưng chỉ có Kế Duyên biết đây chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn còn mang thương tích. So với cơn mưa cuối mùa trên ngọn núi cằn cỗi nơi Kế Duyên đang đứng, toàn bộ Đồng Thu phủ sớm đã được tắm trong cơn mưa giông bão này. Ngoại trừ một vài người, những người dân của Đồng Thu phủ đều không biết rằng nơi nào đó đã xảy ra chuyện vượt ra khỏi tầm nhìn của người phàm. Bên trong đại đương tự, Tuệ Đồng Hòa Thượng và trưởng công chúa Sở Như Yên kéo theo bộ đoàn cùng ngồi ngay ngắn trên hành lang dưới mái hiên bên ngoài tăng đường. Về phần nữ quan, nàng đứng dựa vào một trụ cột hành lang ở phía xa. Ba người đều đang nhìn cơn mưa. Tiếng sấm sét lại vang lên. Nghe thấy tiếng sấm, trưởng công chúa bỗng nhiên nói. Dường như tiếng sấm này nhỏ hơn lúc trước nhỉ, nhưng mưa lại càng lúc càng lớn hơn. Hừ, tiếng sấm quả thực yếu bớt lúc trước một chút. Khi hai người đang nói chuyện, cơn mưa lại càng nặng hạt hơn. Mưa gió mặc sức gào thét trên bầu trời. Tiếng sấm cũng càng trở càng hơn. Thanh âm lách tách lại phủ dày đặc xuống mặt đất, tạo thành những vũng nước đọng, vang lên từng tiếng lách tách của hạt mưa. Sở Như Yên bất giác tiến lại gần Tuệ Đồng. Không biết có phải do trời lạnh hay không mà cả người nàng nổi da gà. Thật lâu sau mới nhỏ giọng nói với Tuệ Đồng đang nhíu mày. Tuệ Đồng, trận mưa gió và tiếng sấm đó có chút dọa người. Tuệ Đồng đột nhiên chấn động mở to mắt nhìn bầu trời. Quả thực trưởng công chúa đã nhắc nhở gã. Hôm nay không biết là đang cười hay đang khóc. Hy vọng Kế tiên sinh không sao. Trong lòng Tuệ Đồng lo lắng không thôi. Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, bỗng nhiên vẻ mặt sững sờ. Bởi vì nhìn về phía xa, trên bầu trời lại có một vệt trắng thật dài kéo đến tận cùng của tầm mắt. Không đúng, không phải vệt trắng mà là mây bị tách ra. Lúc trước, thời điểm Thanh Đằng kiếm chém lên bầu trời cũng là lúc sấm sét đạt đến cực hạn. Cả Đồng Thu phủ đều được bao phủ bởi những tia chớp. Mặc dù bọn họ là những cao tăng của đại dương tự, nhưng cũng không thể chú ý đến kiếm quang của tiên kiếm. Thế nên đến tận giờ phút này, Tuệ Đồng mới phát hiện ra dấu vết màu trắng bạc ở chân trời. Ánh nắng mặt trời xuyên qua vệt trắng giữa tầng mây nhìn cực kỳ rõ ràng. Nhìn thấy vòng ánh sáng ở phương xa, sự lo lắng trong lòng của gã cũng được chiếu sáng một chút. Tuệ Đồng đại sư, trên đời này có nhiều nhân vật thần tiên có thể phi thiên độn địa như Kế tiên sinh không? Trưởng công chúa nhẹ nhàng hỏi. Tuệ Đồng vẫn chắp hai tay trước ngực, không quay đầu nhìn nàng, chỉ lặng lặng đáp. Bần tăng tu vi nông cạn, kiến thức lịch duyệt cũng không sâu, nhưng biết rằng trên thế gian này, người giống Kế tiên sinh cũng không nhiều.
Còn việc phi thiên độn địa chỉ là một dạng biểu hiện của thần thông thuật pháp mà thôi. Ai hiểu được những thần thông này đều có thể thi triển. Đạo hạnh tất nhiên là không thể kém cỏi được, nhưng yêu cầu cũng không quá cao, nên có khá nhiều người làm được. Vậy tại sao trước kia chúng ta không nhìn thấy bọn họ đều tu hành ở thế giới thần tiên ư? Sở Như Yên chăm chú nhìn vào Tuệ Đồng. Vẻ mặt nhìn nghiêng của Tuệ Đồng Hòa Thượng vẫn xuất sắc như cũ. Gã có một vành tai hơi dày, làm cho khí tức tổng thể càng thêm ôn hòa. Thiện tai Đại Minh Vương Phật. Trưởng công chúa, người tu hành tất nhiên có pháp tràng và đạo tràng. Nếu người phàm không có duyên, vậy khó có thể tìm ra. Nhưng Tuệ Đồng Hòa Thượng nhìn Sở Như Yên mỉm cười nói tiếp. Nhưng cũng không phải là người thường không gặp được, chỉ là do người thường có dục niệm và suy nghĩ nặng nề, nhiều khi chân nhân ở trước mắt vẫn không nhìn ra. Ví dụ như nói kế tiên sinh, thi thoảng sẽ vào quán trà nghe đọc sách, gọi một bình trà, hai đĩa hoa quả khô. Ngài cũng sẽ phấn khích vỗ tay, trầm trồ khen ngợi tiên sinh kể chuyện, giống như những vị khách bình thường. Nếu trưởng công chúa giá lâm gần đó, làm sao có thể biết người trước mắt chính là cao nhân tu tiên chứ? Sở Nhị Yên cúi đầu cẩn thận suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Có lẽ ta sẽ cho rằng đó chỉ là một vị nhã sĩ có khí độ phi phàm mà thôi. Có lẽ vì nàng và Tuệ Đồng quá quen thuộc, mặc dù đã có cái nhìn khác về Đại Đương Tự, Sở Như Yên vẫn không hề có cảm giác xa cách gì với Tuệ Đồng, thậm chí vẫn chưa từng thay đổi mục đích ban đầu. Dưới gốc cây trong cấm địa của Đại Đương Tự, sớm đã có tăng nhân chống một cây đều che mưa đơn giản để phòng ngừa cái bàn mà kế tiên sinh lưu lại bị mưa to dội ướt. Khoảng nửa canh giờ sau, cơn dông dần yếu đi, sau đó chậm rãi tạnh hẳn. Trận mưa này đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Ngay cả mây đen trên bầu trời cũng tản đi sau cơn mưa. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu sáng mặt đất, sau đó dẫn đến hiện tượng cầu vồng vắt ngang qua bầu trời phương Bắc Đại Đường Tự. Đẹp quá, hiếm khi ở cùng ngài mà không phải nghe kinh, lại còn được ngắm nhìn cầu vồng sau mưa nữa. Sở Như Yên có vẻ xuất trần, tán thưởng một câu. Tuệ Đồng Hòa Thượng thì khẽ thở dài, cũng không nói thêm gì. Chỉ là khi ánh mắt của gã nhìn lên cầu vồng, phát hiện một tầng pháp quang nhàn nhạt bay tới. Đó chính là kế duyên đạp mây tiến lại gần Đại Đường Tự. Kế tiên sinh đã trở về, kế tiên sinh quả nhiên không có việc gì. Tuệ Đồng cao hứng bay lên. Những hòa thượng có chút đạo hạnh ở Đại Đường Tự cũng tỏ vẻ vui mừng, ngay cả trưởng công chúa và nữ quan cũng như vậy. Đương nhiên, không phải kế duyên không bị gì, nhưng người có thể nhìn rõ từng chi tiết trên người hắn đến nay vẫn chưa từng xuất hiện. Vì vậy ít nhất theo biểu hiện bên ngoài thì hắn không sao. Khi hắn đáp xuống cấp địa của Đại Nương Tự, bên ngoài đã có một vài hòa thượng tụ tập tập trung lại, bao gồm cả trưởng công chúa và nữ quan, Tuệ Đồng. Chỉ là vẫn chẳng có ai dám tiến vào cấm địa. Dưới tàng cây, kế duyên tiện tay thu cái bàn vào trong tay áo, sau đó chậm rãi bước ra khỏi nơi gọi là cấm địa này. Kế tiên sinh, vừa rồi là lôi kiếp ư? Phương trưởng của Đại Lương Tự cẩn thận dò hỏi một câu. Kế duyên suy nghĩ một chút, chuyện diệu pháp vẫn không nên nói ra quá kỹ càng. Thế là hắn bèn trả lời một cách lập lờ nước đôi. Phương trưởng đại sư yên tâm, kiếp nạn này không liên quan đến Đại Lương Tự, là một cuốn sách do kế mỗ vừa mới viết ra. Giờ ta đã yên bình vượt qua, không có gì cả. Thiện tài, thiện tài, kế tiên sinh không sao là tốt rồi. Ánh mắt kế duyên đảo qua một lượt. Các hòa thượng bên ngoài viện đều nhao nhao cúi đầu làm Phật lễ. Loại tôn kính này giống như hắn là Minh Vương Phật Bồn vậy. Cuối cùng người nhìn hắn lên là Tuệ Đồng. Tuệ Đồng đại sư, Đại Lương Tự đã có hóa thân của Phật Ấn đại sư. Người, nếu đã nhìn thấy diệu pháp của Phật Ấn đại sư, lúc luận đạo cũng thu được lợi ích không nhỏ. Kế mỗ cũng xin cáo từ. Thấy chư vị đại sư tu hành ngày một tiến bộ, thế nên không cần đưa tiễn ta. Kế duyên vốn muốn nói với Tuệ Đồng rằng Đại Lương Tự đã có hóa thân Minh Vương, bây giờ có thể tiếp tục đi vân du rồi.
Nhưng nhìn thấy Sở Như Yên bên cạnh, hắn lập tức quyết đoán im miệng luôn. Mà hắn vừa nói xong, một giọng nữ thanh thúy lập tức vang lên. Tiên sinh, kế tiên sinh, xin đợi một chút. Kế Duyên nhìn về nữ quan, nghi ngờ. Lục thị quan có việc gì sao? Vị nữ quan này vẫn luôn cứng cỏi, giờ hiếm khi lại có chút khẩn trương và thiếu tự nhiên. Nàng nhìn quanh một chút, sau đó nuốt một ngụm nước bọt hạ giọng. Tiên sinh, tu pháp tu tiên, có yêu cầu tư cách gì không? Đây cũng thực là thẳng thắn. Quai hàm Kế Duyên cũng sắp chạm vào đất, vì vậy hắn lắc đầu cười. Kế mỗ không nhận đồ đệ. Với nữ nhân có tính cách thẳng thắn, nhanh mồm, nhanh miệng như Lục thị Thiên Ngôn, thực ra Kế Duyên không cảm thấy chán ghét, thậm chí có chút thích thú với kiểu người này. Nhưng việc dạy tiên pháp vẫn khác với việc kết bạn rất nhiều, cũng không phải mấy chuyện tùy tiện. Lục Thiên Ngôn hỏi xong, đừng nói Kế Duyên mà bất kỳ một vị tu đạo tu tiên nào cũng sẽ trả lời như vậy. Có người sẽ lưu lại một đường lui cho người khác, còn Kế Duyên không làm như vậy. Với những người có tính cách như thế này, vẫn là nói thẳng, nói thật thì tốt hơn. Về phần những người không tu đạo, người có năng lực cơ bản cũng là làm nữ quan đấy chướng mắt. Mấy tên chỉ biết một vài thủ đoạn thô thiển trên đường phố tự cho mình là pháp sư thì chẳng thể nào khiến vị nữ quan này kinh ngạc. Hai bên nếu đánh nhau thì có khi tên đó còn không phải đối thủ của cao thủ võ lâm như nàng. Thấy Kế Duyên vừa mở miệng đã dứt khoát từ chối, đương nhiên nữ quan cũng cảm thấy rất mất mát. Chỉ là nàng sớm chuẩn bị tâm lý cự tuyệt. Cầu tiên nào có dễ dàng như vậy, chỉ là không nghĩ tới Kế tiên sinh chẳng những không nói ra yêu cầu nào, mà còn nói thẳng mình không nhận đồ đệ. Với tính tình của Lục Thiên Ngôn, sẽ không có chuyện nàng mặt dày mày dạn cầu xin không ngừng. Nàng chán ghét những người già mồm, già miệng, nên cũng không muốn trở thành một người như vậy. Vì thế Lục Thiên Ngôn ôm quyền rồi không nói thêm gì nữa. Hôm nay có thể chứng kiến thế gian có vị thần tiên chân chính như người trước mắt. Ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng nàng cũng không dễ dàng bị dập tắt như vậy. Đến lúc này, Hòa Thượng Tuệ Đồng mới tiến lên một bước. Thiện tài, Đại Minh Vương Phật. Kế tiên sinh có đại ân với Đại Lương Tự chúng ta, lại là bạn bè với tôn giả. Đại Lương Tự còn chưa chiêu đãi tiên sinh thật tốt. Chẳng hay ngài có thể ở lại ăn bữa cơm chay rồi đi không? Nhìn dáng vẻ rất giống một vị cao tăng đắc đạo của Hòa Thượng Tuệ Đồng, Kế Duyên nhớ lại bộ dáng gã dọa phải giật mình khi mới gặp, rồi lúc trước còn không ngừng kẻ khổ với hắn. Thế nên, hắn mới tinh nghịch nói một câu. Khoảng thời gian này Kế mộ ăn chay đủ rồi, ta muốn ăn thịt nữa cơ. Vào lúc Tuệ Đồng còn đang ngây ngốc thì Kế Duyên cười ha ha. Ha ha ha, chứ vì đại sư chớ trách, ta chỉ nói đùa. Kế mộ đi đây. Trong tiếng cười, Kế Duyên nhẹ nhàng nhảy lên một cơn gió cao vài chục trượng, trong nháy mắt đã bay lên không trung. Thân hình của hắn hòa mình vào trong làn gió, rất nhanh đã biến mất giữa hư vô. Thiện tài, Kế tiên sinh thực là tiêu dao tự tại. Hòa Thượng Tuệ Đồng khẽ chắp tay làm lễ Phật hiệu hướng về Kế Duyên mới rời đi. Phương Trường và những tăng nhân trong Đại Lương Tự cũng làm Phật lễ. Thật ra Kế Duyên cũng không phải nói đùa. Thức ăn của Đại Lương Tự rất ngon, nhưng khi đã nhắc đến việc ăn mặn thì ý nghĩ trong đầu của y càng lúc càng mạnh mẽ. Rất nhiều người cũng sẽ gặp tình huống này. Vốn dĩ ăn cái gì cũng được, nhưng đôi khi đột nhiên nghĩ tới một món ăn nào đó, thế là tâm tâm niệm niệm muốn ăn cho bằng được. Hơn nữa, những thương tổn do thiên kiếp trên người hắn cũng không thể phớt lờ được. Tuy hắn đã chậm rãi dùng linh khí và pháp lực đổ vào, từ từ có thể khôi phục theo việc tu luyện. Nhưng loại thương thế này dù sao cũng không phải những vết thương bình thường, vẫn nên cẩn thận xử lý một chút. Hôm nay Kế Duyên nghĩ tới một số chuyện, lý tưởng nhất chính là đi Thông Thiên Giang ngồi một chuyến. Lão Long vẫn còn tiêu hắn một ít Long Tiên Hương, ít nhiều cũng có tác dụng một chút. Hai ngày sau, bên bờ Thông Thiên Giang ở Đại Trinh, trong một đám sương mù sáng sớm, thay vì từ bầu trời đáp xuống, thân hình Kế Duyên lại tựa như hiện ra từ trong sương mù, cứ như sương khói ngưng hình xuất hiện ở bờ sông.
Đoạn sông này chính là phụ cận cửa vào thủy phủ của Thông Thiên Giang. Lúc này trên mặt sông có mấy chiếc thuyền lớn đang chạy ngang qua, vì có tầng sương dày đặc nên chúng di chuyển rất chậm. Kế Duyên quét mắt nhìn mặt sông, sau đó bước từng bước vào trong nước. Vào nước không bao lâu, Kế Duyên biết rõ Lão Long nhất định đang ở nhà. Tại thủy vực dưới đáy sông có một cảm giác ngừng nghỉ cực kỳ nhỏ, và khoảng cách thời gian giữa hai nhịp ấy rất dài, nếu không cẩn thận thì không nhận ra được. Hiện tượng này chính là Lão Long đang hít thở ở Long Đàm. Đến bên ngoài thủy phủ, mấy tên dạ xoa đang đi tuần phát hiện ra Kế Duyên. Ngoài trừ một tên trong đó nhanh chóng bơi vào chỗ sâu trong thủy phủ, những tên còn lại đều đứng đợi bên ngoài cấm chế cửa vào. Mái tóc dài trôi bồng bềnh trong dòng nước. Chờ lúc Kế Duyên tới gần, tất cả dạ xoa đều nắm binh khí ôm quyền hành lễ. Ra mắt Kế tiên sinh. Kế Duyên nhẹ nhàng đáp lễ, chân đạp sóng nước, bước đến gần vài bước. Hắn nhìn bên trong thủy phủ rồi hỏi một câu. Long quân, các ngươi có nhà không? Một gã dạ xoa thông lĩnh vội vàng trả lời. Long quân đang nghỉ ngơi ở Long Đàm, đã có dạ xoa đi vào báo tin tiên sinh đến. Kính xin tiên sinh đi theo ta vào nghỉ ngơi một chút. Được. Vừa chuẩn bị bước vào thủy phủ, Kế Duyên đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hắn tiến lại gần một tên dạ xoa có khí tức quen thuộc, thấp giọng phân phó một câu. Gã nghe xong, bèn liên tục gật đầu. Sau đó Kế Duyên mới tiến vào thủy phủ. Nhờ thống lĩnh dạ xoa dẫn đường, hắn đã có thể ngồi xuống trong nội điện trong thoáng chốc. Trên cái bàn bên cạnh còn được dọn lên các loại thức ăn, không thiếu những loại bánh ngọt nổi danh ở kinh đô Đại Trinh. Kế Duyên ăn mấy khối bánh đậu xanh được bao bọc trong bong bóng khí, thuận miệng hỏi dạ xoa hầu hạ bên cạnh. Ứng Điện Hạ và Giang Thần Nương Nương không có nhà sao? Nếu hai người này có ở đây chắc chắn sớm ra gặp hắn rồi. Bẩm tiên sinh, Giang Thần Nương Nương và Ứng Điện Hạ. Hai đứa nó đi Nguyệt Tú Đảo rồi. Dạ xoa còn chưa kịp nói hết câu, thanh âm của Lão Long đã từ hậu điện truyền tới. Sau đó lão chậm rãi đạp bước đi tới bên cạnh Kế Duyên. Trong lúc đến gần, lão đã chắp tay hành lễ. Kế tiên sinh, đã lâu không gặp. Kế Duyên đặt bánh đậu xanh trong tay xuống, đứng lên đáp lễ cười nói. Chào Ứng tiên sinh, một mình nhàn nhã quá. Lão Long khẽ hừ một tiếng vươn tay. Mời Kế tiên sinh ngồi. Kế Duyên đương nhiên biết Nguyệt Tú Đảo là nơi nào. Đó chính là nơi mà Long Nữ, Long Tử tìm được để làm chỗ ở cho Long Mẫu. Dường như Lão Long không muốn nói về chuyện này, Kế Duyên cũng không tiện nhắc lại. Sau khi ngồi xuống thì hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ứng Lão tiên sinh, có nhớ tới đời hứa năm đó giữa hai ta và ngài không? Kế Mẫu đến đây đòi nợ. Đã chuẩn bị xong. Lão Long cũng cực kỳ sảng khoái, vung tay lên thì đập bàn, lập tức hiện ra hai bầu rượu. Một bầu rượu có miệng nhỏ, màu bạch ngọc óng ánh. Còn một bầu có màu xanh biếc như ngọc phỉ thúy. Đây, hai vò thiên đấu hổ cũng được xem là hai kiện bảo bối. Màu trắng là Phong Nhi chuẩn bị cho ngài đấy. Nó cứ sợ lúc người tới lại không có nó ở đây, thế nên đã để lại cho ta. Bên trong là linh khí thấm vào tiên thảo, làm phụ trợ cho việc sản xuất rượu ngon. Ước chừng có 20 đấu, khá hiếm có rồi. Còn vò thiên đầu hổ màu xanh này là Long Tiên Hương, chứa khoảng 3 đấu. Vừa nghe xong Kế Duyên vui mừng ra mặt. 3 đấu, không ít không ít. Một đấu khoảng 4 cân rượu, 3 đấu là 12 cân. Đây chính là Long Tiên Hương. Kế Duyên vốn muốn lấy khoảng 3-4 bình nhỏ là được rồi. Lão Long thấy Kế Duyên ít khi hiện ra niềm vui trên mặt như vậy, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Kế tiên sinh thích là được rồi. Tất nhiên là thích rồi. Thế thì Kế Mẫu xin nhận. Kế Duyên giơ tay áo lên, hai vò thiên đấu hổ tự động bay vào trong tay áo. Sau đó hắn đứng dậy. Điểm tâm đã ăn, rượu cũng đã lấy, Kế Mẫu xin cáo từ. Hả? Lão Long sửng sốt một chút, lập tức trừng mắt dựng râu đứng lên. Được lắm, Kế Duyên, ngươi thực sự chỉ đến đòi nợ thôi à? Cầm rượu xong là đi ngay, vội vàng vậy, không ở lại đánh cờ với ta được một ván sao? Đối mặt với lão hữu như Lão Long, dù đối phương là chân long, dù bây giờ đối phương có vẻ như rất giận dữ, hắn vẫn không hề cảm thấy nặng nề.
Nghe xong hắn còn cố ý cười buông tay. Nếu không thì sao? Ứng lão tiên sinh cứ mãi nhăn mày nhăn mặt. Ta nhìn kiểu gì cũng thấy không chào đón kế mỗ. Còn không bằng để cho ngài ở đây hóng mát một mình cho rồi. Lúc này tâm tình của lão Long mới hòa hoãn lại, lắc đầu phất tay hai cái. Được rồi, tùy người đấy. Vậy đi, nếu như đi với ta, ứng lão tiên sinh có thể cùng ta đi gặp Tần Tử Chu, người mà lúc trước hai người chúng ta đưa tiễn đến Vân Sơn Quan. Bây giờ nơi đó bắt đầu có biến hóa thật lớn, cũng nên dẫn ngài tới nhìn một lần. Kế Duyên đứng lên sửa sang lại mũ áo, rồi mời lão Long. Dù sao hắn cũng nhìn ra được đối phương khó chịu, tâm tình không tốt. Ta biết ngươi còn chuyện muốn nói mà, ta cũng đang chán quá đây, đi thôi. Lúc này, lão Long mới lộ ra vẻ tươi cười, phân phó mấy dạ xoa chung quanh vài câu, rồi cùng Kế Duyên đi ra khỏi thủy phủ. Vừa ra khỏi cấm chế, sau khi một đám dạ xoa hành lễ, một tên trong đó cầm theo một phần rong rêu đi ra. Kế tiên sinh, cá mà ngài muốn đây ạ. Lão Long nhìn về phía sau lưng tên dạ xoa, thì ra trong phần rong rêu này có chứa cá. Lúc này mấy con cá cũng từ trong miệng đi ra. Ba con cá này ít nhất cũng 20-30 cân, cá mè hoa ở trong đó. Được lắm, được lắm. Nhìn thấy mấy con cá lớn, tâm tình Kế Duyên lại càng tốt hơn. Hắn vẫn nhớ năm đó thả câu ở mặt sông, cũng chính là tên dạ xoa này treo cá vào cần câu cho hắn. Tiên sinh đã phân phó thì sao ta dám không để tâm chứ? Ta đi khắp thủy vực phụ cận, đặc biệt là đến tìm mấy con cá phù hợp này. Nhất là dựa theo yêu cầu của ngài, ba con cá trước mặt đều là những con có đầu to. Tổng cộng một nửa trọng lượng của ba con này đều nằm ở phần đầu đấy. Dạ xoa nhẹ nhàng nói ra quá trình, thể hiện sự cố gắng của mình. Kế Duyên nhìn lão Long, chỉ tên dạ xoa nói. Nhìn thấy chưa? Đây mới đúng là thủ hạ đắc lực đấy. Hắn vừa nói xong, tên dạ xoa được khen vừa mừng, vừa lo. Tiếp theo Kế Duyên nhận lấy sợi dây thừng, cột mớ rong rêu trong tay gã. Hắn hất ống tay áo lên, thu hết cả mảng nước sông vào trong tay áo. Lời Kế Duyên cũng khiến cho lão Long nhìn tên dạ xoa này nhiều hơn chút, còn khẽ gật đầu với gã. Sau đó, hai người đi ra sông lớn, rất nhanh biến mất trong tầm mắt của mấy tên dạ xoa. Mà vào lúc lão Long và Kế Duyên rời đi, mấy tên dạ xoa chung quanh, thậm chí thống lĩnh dạ xoa đều đi tới chúc mừng vị đồng liêu kia. Gã được Long Quân và Kế tiên sinh nhớ mặt. Chắc chắn tiền đồ trong tương lai sẽ rất chói lọi. Khi đạp bước tiến về Tịnh Châu, Kế Duyên lấy ra vỏ thiên đầu hổ màu xanh biếc rồi uống một chút Long Tiên Hương. Hơn nữa, hắn còn tận lực khống chế thân thể, không luyện hóa linh khí đặc thù trong rượu, để mặc cho tửu lực trong rượu tùy ý di chuyển trong cơ thể, sau đó tự động chuyển đến cánh tay trái. Một cảm giác mát lạnh dâng lên, thoáng áp chế sự đau đớn từng giây, từng phút đang tồn tại, cũng khiến cho Kế Duyên thở ra một hơi. Long Tiên Hương quả nhiên vẫn có chút hiệu quả. Ngược lại, lão Long bên cạnh Kế Duyên cứ tưởng trình độ uống rượu của hắn lại tăng thêm một bậc. Lúc bay ở trên trời, vẫn không dằn được muốn nếm thử một hớp rượu. Thấy dáng vẻ thèm rượu của Kế Duyên, lão Long cười nói, Kế tiên sinh càng ngày càng nghiện rượu đấy. Dù sao, Long Tiên Hương cũng rất trân quý, Kế Duyên không nỡ uống quá nhiều, cũng sợ uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của tửu lực. Thấy lão Long nói vậy, hắn giơ tay trái lên. Tất nhiên là ta nghiện rượu rồi, nhưng cũng không thực sự khoa trương đến thế. Do trước đây trên tay lưu lại vết thương, nên ta muốn thử xem Long Tiên Hương có hiệu quả hay không. Không hổ là Long Tiên Hương, quả thực là có chút hiệu quả. Vết thương? Ngươi bị thương? Cái gì có thể làm tổn thương ngươi chứ? Ai dám ra tay? Bao lâu rồi? Lão Long vừa kinh ngạc, vừa ân cần hỏi thăm. Theo lão, khi đạt đến đạo hạnh như bản thân và Kế Duyên, không bị thương thì thôi, một khi đã có thương tổn thì không thể phục hồi trong thời gian ngắn được. Đây nhất định là chuyện lớn. Cũng như tên chân ma năm đó, nhận lấy long trảo của lão và tiên kiếm của Kế Duyên, chỉ sợ tên kia phải chịu dựng dày vò trong suốt trăm năm đấy. Kế Duyên duỗi tay trái ra, rồi nắm lại thành quyền hiển lộ ra chút khí tức còn sót lại của tiên kiếp. Hắn cười khổ. Nếu phải nói người nào ra tay, thì đại khái là tự mình làm ra ấy mà. Đây là một cỗ
Khí tức lôi kiếp đến giờ vẫn còn khiến lòng người kinh hãi, lại còn hiện ra điện quang yếu ớt mang hai màu tím vàng hiện trên cánh tay hắn. Chẳng qua pháp lực của Kế Duyên đã ngăn cản một cách tài tình để tránh cho nó thôn phệ linh khí của bản thân hắn, rồi lớn dần lên. Lão Long nhìn tia sét kia, trên mặt lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Thật ra thiên kiếp không đơn giản chỉ là lôi kiếp, lại càng không đơn giản chỉ là sấm sét từ trên trời đánh xuống. Đây còn bao gồm các loại kiếp số khác nhau như kim phong, hắc thủy, liệt hỏa, tâm ma kiếp cùng với các loại quả báo kiếp này. Chẳng qua lôi kiếp là loại trực quan và uy thế lớn nhất. Năm đó Ứng Nhược đi, vấn tâm, lấy được long tâm. Thật ra có thể xem là Kế Duyên đã trợ giúp nàng vượt qua một đại kiếp nạn. Vì vậy Ứng Nhược đi sẽ độ hóa long kiếp trong tương lai bằng phẳng êm ái hơn rất nhiều. Nếu bàn về độ kiếp, Lão Long là người có quyền lên tiếng nhất trong số những kẻ mà Kế Duyên từng quen biết. Mặc dù Long tộc đã trải qua một thời gian dài, diễn hóa đủ loại thủ đoạn để ứng phó với kiếp số trong tu hành, nhưng hóa thành chân long cũng là trải qua kiếp nạn. Một bước cuối cùng có thể coi là cửu tử nhất sinh. Mà lôi kiếp trên tay Kế Duyên tuy đã bị hắn áp chế kha khá, nhưng vẫn nhìn thấy được một tia thiên uy cuồn cuộn cực kỳ rõ ràng. Chỉ là nghĩ lại cũng không thấy kỳ quái, dù sao đây cũng là lôi kiếp có thể uy hiếp được đến Kế Duyên và còn khiến hắn bị thương nữa. Lôi kiếp trong thiên kiếp, tia sét màu tím, vàng, không phải chuyện đùa đâu nha. Kế tiên sinh, rốt cục ngươi đã làm trò gì vậy? Bản thân ngươi vô cấu vô hạ, tu vi cũng là cao tuyệt, không có khả năng lôi kiếp nhắm vào ngươi được. Đối với Lão Long, Kế Duyên cũng không giấu giếm. Hắn nhấc tay phải lên, trong tay áo hiện ra một quyển trục màu vàng úa, sau đó nhẹ nhàng đáp lên bàn tay của hắn. Quyển trục này không hề hiển lộ khí thức đặc thù nào, nhìn như bình thường, thậm chí có chút cổ xưa. Nếu chưa thấy qua tổn thương trên cánh tay của Kế Duyên, Lão Long còn có thể không hiểu. Nhưng bây giờ lão có thể ngửi thấy mùi khí tức y hệt từ trên cuộn giấy này. Không sai, chỉ là ngửi, vì Lão Long nhận thấy đây là một loại cảm giác nóng bỏng nhẹ nhẹ, chứ không cảm nhận ra bất cứ khí tức thần dị nào. Kế Mộ đến Đại Lương Tự ở nước Đình Lương bái phòng Tuệ Đồng Đại Sư. Ngươi làm ngươi thua lúc trước ấy. Đúng lúc gặp hóa thân Minh Vương ở Đại Đường Tự. Trong mắt hơi híp của Lão Long dần mở to ra. Lúc nghe nói hiển hóa hóa thân, đích thân Minh Vương sẽ đến, Lão Long cũng không vội vàng bàn về thiên kiếp mà hỏi. Với tính tình của ngươi, chắc sẽ lưu lại xem náo nhiệt đúng không? Thế nào, có Minh Vương Phật Môn đến đó chứ? Mặc dù lời đồn này đã có từ rất lâu trước đây, và tuy khó có thể tình cờ đến được ngôi chùa đúng vào thời điểm hóa thân Minh Vương chuẩn bị hiển đinh, nhưng cũng không phải là không có người đặc biệt chờ mong. Nhưng chẳng có mấy lời đồn về thời khắc gặp được Minh Vương cả. Vì vậy Lão Long cũng không chắc rằng Minh Vương có thực sự đến đó không. Đúng vậy, Kế Mẫu thuận tiện ở lại nhìn thử. Kết quả chờ được Phật ấn Minh Vương đến đấy. Chuyện này có liên quan gì đến vật trong tay ngươi và thiên kiếp không? Nụ cười của Kế Duyên dần thu liễm, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như trước. Lúc trước ta và Phật Ấn Đại Sư mới quen mà đã như thân thiết. Chúng ta ngồi luận đạo dưới một gốc cây đại thụ trong nội viện của Đại Đường Tự. Đảo mắt đã qua hơn một tháng, hai người chúng ta đều cảm thấy rất vui vẻ. Kế Mỗ nhận được sự lợi ích không nhỏ, một số câu hỏi trong quá khứ đều đã được giải đáp. Đợi đến lúc Phật Ấn Đại Sư rời đi, ta lập tức đặt một cây bàn viết sách ở nơi đó, thôi diễn ra những thứ vừa hiểu được, hòa thành một bộ thiên địa hóa sinh, cũng chính là nửa phần đầu của thiên địa diệu pháp. Diệu pháp này chính là tác phẩm đắc ý nhất hiện tại của Kế Duyên. Lúc nói ra, tâm tình của hắn khoan khoái, dễ chịu, còn có một chút tự hào. Nhưng biến hóa trong tâm trạng của Kế Duyên tất nhiên không thoát khỏi sự quan sát của Lão Long. Thứ có thể khiến cho một người không bao giờ ngạo mạn, chưa từng nổi nóng như Kế Duyên, giờ đây lại thể hiện sự kiêu hãnh như vậy đã chứng minh hắn đắc ý với diệu pháp này thế nào. Giờ phút này Lão Long càng thêm tò mò với thiên địa diệu pháp và thiên địa hóa sinh. Nghe Kế Duyên nói xong, Lão thốt lên. Vào lúc viết xong sách, thiên lôi lập tức xuất hiện sao? Sắc mặt Kế Duyên nghiêm túc hơn, gật đầu rồi lặp lại một lần, chỉ là lần này giọng điệu khẳng định. Vào lúc viết xong sách, thiên lôi lập tức xuất hiện. Nhớ lại ba đạo thiên lôi uy lực cực kỳ khoa trương kia,
Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải tay hắn có sắc lệnh đôi chú cực kỳ đặc thù, dù mục tiêu của đạo sấm sét kia không phải nhắm đến hắn, chỉ e nếu hắn đón đỡ thì kết quả cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa lôi kiếp có uy thế kinh người như muốn phá hủy cuốn sách này vậy. Cũng may ta có chút thủ đoạn nên mới miễn cưỡng chống đỡ được, không đến mức uổng phí tâm huyết của ta. Chỉ vài ba câu nói của Kế Duyên cùng với khí tức của tia sét khiến hắn bị thương, lão Long có thể tưởng tượng ra sự hung hiểm ngay lúc đó. Nhìn lại quyển trục màu vàng úa, đủ để thấy lúc ấy Kế Duyên cũng không thực sự hoàn toàn dập tắt được lôi kiếp. Đương nhiên, cũng có thể do hắn muốn quyển trục này được tiếp nhận lịch kiếp chân chính nên cố ý nhường lại một chút sấm sét cho nó. Nhưng ít ra lúc ấy Kế Duyên cũng không có cách nào xử lý thật tốt, vì hắn vẫn bị thương và trên quyển trục vẫn mang những dấu vết còn sót lại. Nếu tu vi thấp hơn chút, đừng nói là tan thành mây khói, chỉ sợ ngay cả mảnh vụn cũng chẳng còn. Nhìn dáng vẻ trầm tư của lão Long, Kế Duyên lắc lắc quyển sách trong tay cười nói: "Không muốn nhìn một cái không?" Lão Long rõ ràng có chút động tâm. "Ta có thể xem cuốn sách này ư?" "Giữa ta và ngươi còn nói mấy câu này làm gì? Chỉ nhìn một chút thôi mà." Kế Duyên cười cười, nói vừa ném quyển trục trong tay ra. Lão Long vội chụp lấy. Thấy người bạn tốt của mình không giống đang nói đùa, lão Long mang theo tâm tình có chút kích động, dùng hai tay mở quyển trục. Chữ viết này đúng là thủ bút của Kế Duyên. Ban đầu chữ viết bình thường không có gì lạ, nhưng khi cuốn sách này mở ra càng nhiều, lão Long càng đọc thì trong lòng lại càng sinh ra các loại huyễn tượng. Phải biết rằng lão chính là chân long, dù bản thân lão không cố ý đề phòng quyển trục này, nhưng việc hình thành nên huyễn ảnh như thế đã chứng tỏ cuốn sách này là một vật rất thần kỳ. Sau đó, trong một vài chữ viết có màu tím, vàng hiện lên rất rõ ràng, còn có khí tức thần bí khó lường và thiên uy rực rỡ bay ra. Trong nháy mắt, lão Long hiểu rõ, nếu người có tâm niệm không vững vàng hoặc nội tâm đen tối đọc quyển sách này, chắc chắn sẽ phải kinh hãi đấy. Sau khi quyển trục hoàn toàn mở ra, hơn 3.000 chữ nhỏ của thiên địa hóa sinh đều hiện ra trước mắt lão Long. Dù chỉ nhìn qua một lượt, tầng tầng lớp lớp dị tượng, diệu hóa hiển hiện theo từng con chữ, loại bỏ hết tạp niệm trong lòng, nhắm thẳng vào uẩn pháp của bản thân. Thiên địa hóa sinh, đại địa sơn hà thiên không tinh tượng, diệu hóa thiên địa, diệu ẩn thiên địa, thì ra là thế, thì ra là thế. Lão Long liên tục cảm thán, sau đó từ từ cuộn quyển trục lại rồi trả cho Kế Duyên. Chẳng trách, nó tên là thiên địa hóa sinh. Pháp này nếu để lộ ra dấu vết ảo diệu của thiên địa, đúng là trời đất không dung, chân diệu vô song mà. Lời tán thưởng của lão Long dù đơn giản nhưng lại rất có giá trị, chỉ nhìn một lần có thể nhìn ra được những thứ này. Còn về sự bất phàm chân chính, chắc chắn là phải đợi người tu luyện từ từ cảm nhận mới được. Kế Duyên nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu, nhớ đến cơn mưa giông giống như khóc như cười ngày hôm đó, thầm nghĩ. Cũng không thực sự là không dung nhỉ. Hai người cũng không có gì phải vội. Lúc đến trên bầu trời Vân Sơn ở Tịnh Châu, thời gian vừa qua buổi trưa, mặt trời bắt đầu ngả về Tây. Đến gần Vân Sơn Quan, hai người không đáp xuống ngay. Lão Long cảm thấy đạo quán này khác trước kia, cũng có thể nói là con người sống ở đây đã khác trước kia. Kế tiên sinh đã hạ quyết tâm rồi. Năm đó, lão Long và Kế Duyên dẫn Tần Tử Chu về Vân Sơn Quan. Ngoại trừ mục đích là để Tần Tử Chu tĩnh dưỡng, tiếp nhận thân phận của mình, bọn hắn còn muốn mượn nhờ những điển tịch về phương diện, những vị tinh tú của đạo gia để suy diễn con đường cho giới du thần. Lúc đó, lão đã biết Kế Duyên cũng từng có ý dẫn dắt đạo gia, ít nhất là Vân Sơn Quán rồi. Hôm nay, xem ra Kế Duyên không còn do dự. Đúng vậy, Kế Mẫu quyết định. Hơn nữa, thiên địa diệu pháp sẽ là chỗ dựa căn bản cho việc tu hành của Vân Sơn Quan. Lão Long quay đầu, ánh mắt mạnh mẽ nhìn về đạo quán nhỏ nằm giữa đỉnh Yên Hà trên Vân Sơn. Nếu có thể nhận được thiên địa diệu pháp, đạo quán nhỏ này chỉ cần không chết điểu giữa đường, thì tương lai. Nhiều bên lão Long đang suy nghĩ gì, thanh âm bình thản của Kế Duyên vang lên. Kế Mẫu chỉ cầu Vân Sơn Quan không kiêu ngạo, không nóng nảy, chậm rãi tu hành. Từ đó nơi này có thể vững bước
càng ngày càng tiến xa về phía trước trên con đường tu hành, để rồi trở thành đạo môn chính tu một cõi trong tương lai. Đạo môn. Lão Long bỗng nhiên nheo mắt nhìn về phía Kế Duyên. Từ lâu ta đã nghi ngờ, mà bây giờ cảm giác ấy càng rõ ràng hơn. Có phải Kế tiên sinh đang chơi một bàn cờ lớn không? Kế Duyên không xác nhận cũng không phủ nhận. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn nói một câu. Có thể. Lúc này, Tần Tử Chu đã phát hiện ra Lão Long và Kế Duyên. Lão leo lên đỉnh Yên Hà, đứng trên một khối đá lớn gần đụn mây của hai người, chắp tay thì đế. Tần Tử Chu ra mắt Kế tiên sinh, ra mắt Ứng tiên sinh. Kế Duyên và Lão Long đồng thay đáp lễ chào hỏi. Chào Tần Công. Trình độ mạnh yếu của Tần Tử Chu đã hiện rõ nơi đó, cộng thêm phẩm cách cao thượng của Lão, ngay cả một người luôn cao ngạo như Lão Long cũng phải tỏ ra tôn trọng với Tần Lão đôi phần. Một lát sau, ba người cười nói đi xuống đỉnh núi. Lúc đến gần Vân Sơn Quan, Tề Tuyên và Tề Văn đã vội vàng chạy đến bên ngoài nghênh đón. Kế tiên sinh, Ứng tiên sinh, các ngài đã tới. Ra mắt Kế tiên sinh, Ứng lão tiên sinh. Hai người bọn họ hành lễ, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Tuy chuyện tu hành gần đây chưa đi vào quỹ đạo, nhưng việc cảm nhận được các loại vận luật của thiên địa linh khí quả thực tuyệt vời, không thể tả nổi. Thanh Tùng đạo trưởng, ta lại đến nếm thử trù nghệ của ngài đây. Nhận lấy. Kế Duyên vung tay áo, sau đó một bong bóng bao lấy sóng nước và ba con cá mè hoa của Thông Thiên Giang vẫn còn đang thở ra bong bóng ở trong đám rêu bay ra. Tề Tuyên và Tề Văn vô thức đưa tay chụp lấy. Bịch. Hai người lui về phía sau mấy bước mới đứng vững, vẻ mặt cẩn thận lại có chút bối rối. Lúc này bọn họ phát hiện ra bong bóng nước kia tiếp xúc với bốn cánh tay mà không bị vỡ, dù khá nặng nhưng không đến mức không nâng nổi. Nhanh lên, thả vào trong vại nước. Vâng vâng, đi nào. Hai người hứng chí bừng bừng, giơ mấy con cá lớn lên, ngay sau đó thả vào cái vại nước trong phòng bếp. Bịch. Bong bóng vỡ tan, trực tiếp lấp đầy vại nước vốn chỉ có non nửa. Ba con cá cũng vui vẻ bơi lội dưới nước. Bơi đi, chẳng còn bao lâu nữa đâu. Tề Văn cười ha hà với mấy con cá nói một câu. Giờ phút này trên chủ điện của đạo quán có hai bóng xám chạy vụt qua, sau đó chui vào phòng bếp, bò lên vại nước. Đây chính là hai con chồn nhỏ. Bọn chúng nằm trên thành vại nhìn vào trong nước, cả đời này chưa từng thấy con cá nào lớn như vậy. Hai con chồn nhỏ này tùy tiện xuất hiện trước mặt Tề Văn rồi đứng sau lưng gã nhìn chăm chăm vào bọn cá bên trong vạc nước. Hành vi này đã chứng tỏ trở nên quen thuộc với người của Vân Sơn Quan. Trong các con suối ở Vân Sơn cũng có cá, nhưng con cá lớn nhất chỉ dài bằng lòng bàn tay và cũng rất nhỏ. Đối với hai con chồn nhỏ này, hai con cá kia đã sắp được vào hàng ngũ cự thú rồi. Nhưng trong vạc nước lúc này, ba con cá lớn, phần đầu to tướng đến mức nhìn như quái vật khổng lồ dưới nước. Hai con chồn nhỏ cũng sững sờ, mơ hồ nhớ ra bản thân cũng đã từng ngậm qua một nửa cá lớn tương tự như vậy. Cẩn thận, đừng để rơi vào. Nếu không, chưa biết ai ăn ai đâu đấy. Dặn dò một tiếng với hai con chồn nhỏ xong, Thanh Tùng đạo nhân lập tức vội vàng ra khỏi bếp vì khách viếng vẫn còn ở bên ngoài. Nhìn thấy Tề Tuyên cùng Tề Văn lần lượt đi ra, Kế Duyên nhìn con chồn nhỏ hướng bồn nước phòng bếp cười hỏi. Quen thuộc với hai đứa nhóc này rồi hả? Tần Tử Chu vuốt râu. Đúng vậy, hai đứa nhóc này đã mở linh trí, cũng có tâm hướng đạo. Sau khi ta giải thích rõ cho bọn chúng, dĩ nhiên bọn chúng tiến vào Vân Sơn Quan tu luyện mà không chút chần chừ. Chờ đến khi luyện hóa xương ngang, lúc đó sẽ là đệ tử chính thức của Vân Sơn Quan. Nhìn hai con chồn nhỏ, Lão Long nhận ra thời cơ tu hành của hai đứa nhóc này bắt đầu từ thời điểm ông và Kế Duyên luận đạo, trò chuyện đơn giản tại Vân Sơn Quan năm đó. Bọn này có vận khí tốt quá nhỉ? Chúng làm sao biết được giữa chốn thiên hạ của giới tu sĩ này có mấy ai nhận được tạo hóa vượt qua bọn chồn xám ấy đâu. Nếu không có tâm hướng đạo, ắt bị trời đánh. Lão Long nói thế là có ám chỉ riêng, nhưng Tề Tuyên và Tề Văn chỉ hiểu về mặt chữ nghĩa của sự hiếm thấy của tiền đạo. Về phần Tần Tử Chu, ông có thể hiểu được một số nhưng không tường tận. Duy chỉ có Kế Duyên biết rõ Lão Long đang nói gì. À, đúng rồi, Kế tiên sinh, Ứng tiên sinh, Tần Tông, các vị muốn ăn món gì từ ba con cá này?
Kế Duyên đã mắc chứng bệnh tham ăn từ những ngày đầu đến đại đường. Bây giờ nghe thấy câu hỏi của Thanh Tùng đạo nhân, hắn không thể không nghĩ đến món đầu cá được chế biến từ những nguyên liệu trên núi có vị mặn và cay độc đáo. Dĩ nhiên là món đầu cá bí truyền của đạo trưởng rồi. Đây chính là do Kế Mỗ đặc biệt yêu cầu dạ xoa của Thông Thiên Giang tìm ba con cá lớn này ở dưới đáy sông đấy. Phần đầu cá thôi đã chiếm hết 1/2 cơ thể nó, hội tụ tất cả mọi tinh hoa bên trong. Lúc này Tề Tuyên và Tề Văn đã quen với việc tu hành, thế nên cũng chẳng cần quá kiêng kỵ mấy chuyện thần tiên, ma quái trước mặt bọn họ. Bốp! Thanh Tùng đạo nhân vỗ tay một cái vì nghe thấy Kế Duyên xác nhận muốn ăn món mà mình quen tay làm. Thế là yên tâm hẳn. Thực sự y rất e ngại nếu như vị ở đây yêu cầu các món đến từ tửu lâu nổi tiếng trong thiên hạ kia. Cuối cùng Thanh Tùng đạo nhân nói to. Kế tiên sinh yên tâm, có đầy đủ nguyên liệu trong nhà bếp rồi. Đảm bảo sẽ khiến cho các vị vừa ăn vừa toát mồ hôi, nhưng vẫn không dừng đũa được. Tốt, đạo trưởng đi chuẩn bị đi. Thanh Tùng đạo nhân liên tục gật đầu rồi gọi to về phía Tề Văn. Tề Văn, giết cá đi. À vâng ạ. Nhóm người Kế Duyên và Lão Long cũng không cần Tề Văn Tề Tuyên tiếp đãi đặc biệt. Cứ thế mà tự lấy ra một chiếc bàn và vài cái ghế rồi ngồi quan sát xung quanh. Trà trên bàn là do hai vị đạo sĩ đây hái từ trên núi, tự phơi khô rồi rang lên. Nước pha trà là nước từ khe suối và đun nóng, chỉ thiếu đi hoa quả và bánh trái mà thôi. Sớm biết thế ta tiện tay lấy một ít bánh từ thủy phủ ở Thông Thiên Giang mang sang. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng là người tu hành có chút đạo hạnh, thế mà chẳng có nổi một ít hạt dưa để gặm. Kế Duyên thở dài, còn Lão Long cũng tức cười vì dáng vẻ này của hắn. Ai bảo ngươi đến đây vội vàng như vậy? Tần Tử Chu nâng chén trà lên, nhẹ nhàng thổi cạn trà nổi lành bành và hơi nóng, sau đó nhấp một ngụm trà nóng hổi. Vân Sơn Quan của chúng ta cũng không phải nơi có hương hỏa thịnh vượng, quanh năm suốt tháng cũng chẳng ai đến chiêm bái. Có chăng cũng chỉ là mấy người tò mò nên đến đây một lần. Tuy nhiên họ nhận ra ở đây không có tượng thần, chẳng thấy ao cầu nguyện hay chuông đồng. Thay vào đó chỉ cúng bái sao trời trong thiên địa mà thôi. Các vị nói xem, người ta viếng miếu thờ sẽ đi cầu chuyện gì, ngoại trừ các vấn đề về tiền tài, duyên phận. Thế nên quên đi thôi, đến một lần cũng chẳng đến lần thứ hai. Bởi vậy món bánh ngọt tinh tế kia không có duyên với bổn quán. Kế Duyên nhấm nghĩ một chút rồi đột nhiên cười bảo. Kế Mỗ có một thứ mới này. Nói xong hắn lấy ra một túi lá khô từ trong tay áo, sau đó cẩn thận mở ra để lộ ra những hạt khô quắt màu hồng đậm bên trong trước mặt mọi người. Là cầu kỳ hả? Tần Tử Chu đã hành y gần 100 năm khi sống ở kiếp trước, đương nhiên vừa nhìn thoáng qua là đã nhận ra vật này. Thế nên ông lập tức nói ngay khi Lão Long đang buồn bực vì chẳng biết đây là vật chi. Đúng vậy, Tần Tông có ánh mắt rất sắc bén. Đây chính là cầu ỷ hoang dã loại tốt nhất. Kế Duyên lấy một hạt cho vào miệng rồi nhấm nuốt. Thứ này có vị ngọt và hơi chua. Tiếp theo hắn chìa tay ra. Mời hai vị dùng. Món này ban đầu là do Lục Sơn Quân kính biếu. Không ngờ lúc này lại được tận dụng làm trà bánh nơi đây. Cái gọi là nhàn hạ và thư giãn. Điểm cốt yếu nằm ở tâm tính và ngồi nói chuyện với ai. Ngay cả Lão Long trong bầu không khí này cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Dù chỉ có một chén trà nhạt và dăm ba hạt tẩu kỳ trước mắt. Ba người vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm, chủ đề vẫn là những sự tình của Vân Sơn Quan. Lần này lại có thêm Lão Long, Kế Duyên và Tần Tử Chu cũng thuận tiện nhắc đến mấy vấn đề trong cuộc nói chuyện của hai người khi trước. Cuối cùng mọi người mới đi đến điểm mấu chốt, thuyết giảng về pháp tu hành, căn bản của Vân Sơn Quán đã được định hình hơn một nửa. Nếu nói vậy, thiên địa diệu pháp của Kế tiên sinh đã có manh mối rồi hả? Kế Duyên gật đầu, sau đó lấy ra cuộn sách. Hắn bày ra trên mặt bàn, vừa vặn để lộ 4 chữ thiên địa hóa sinh. Đã trải qua chút thăng trầm, nhưng nửa đầu của thiên địa hóa sinh đã hoàn thành. Đây không phải là một chút khó khăn trắc trở đơn giản đâu. Quyển sách này bị trời cao ghen tị, không thể coi thường. Lão Long không nhịn được phải bật thốt lên như thế. Đồng thời ông duỗi ngón tay chỉ lên bầy trời,
Còn Tân Tử Chu trịnh trọng gật đầu nói, nếu đã vậy cũng không thể hời hợt mà truyền bá pháp này ra bên ngoài. Dù sau này có thêm nhiều tu sĩ Vân Sơn Quan, ít nhiều gì thì cũng khó có thể trông mặt mà bắt hình dong. Xét về lý thì đúng như vậy, nhưng bản chất vấn đề này cũng không hẳn là như vậy. Tần Công, sau khi đọc xong quyển sách này, tự bản thân ông sẽ hiểu rõ. Lão Long cũng lắc đầu, vuốt râu, cười đầy ẩn ý. Chẳng trách sao mà Kế Duyên cũng thoáng giải thích, giả vờ tỏ vẻ sâu sắc, vì cảm giác quả thực không tệ. Tần Tử Chu không hề nghi ngờ gì cả, cứ thế cầm lấy quyển trục trên bàn rồi đặt xem. Lúc này Tần Tử Chu từ góc độ của một người ngoài cuộc, Lão Long chợt nhận ra một sự khác biệt nhỏ. Khi Tần Tử Chu đọc quyển sách ấy thế mà xung quanh lại có một vầng sáng mờ ảo bao phủ cơ thể của ông ấy. Đây có thể là do ông ta quá nhập tâm vào việc đọc sách, thế nên tự bản thân không phát hiện ra. Thật lâu sau, Tần Tử Chu mới thở dài rồi gật đầu. Hóa nhiên là diệu pháp mà Kế tiên sinh suy tính ra đúng là chu toàn thực sự. Từ nhà bếp bên kia của Vân Sơn Quan, chợt có tiếng cho cá và chảo dầu sôi vang lên, kéo theo từng làn hương vị của rau thơm cay nồng tỏa ra. Phương pháp chế biến đầu cá bí truyền và thành phần gia vị trong đó của Thanh Tùng đạo trưởng cũng phải được truyền lại. Đây cũng là một báu vật của Vân Sơn Quan. Đúng đúng, cũng là báu vật của Vân Sơn Quan. Ba người đồng thời cười rộ lên, ngay cả Lão Long đang buồn phiền vì chuyện nhà mình khi trước đây cũng dần thoải mái hơn. Trong bếp của đạo quán, Thanh Tùng đạo nhân cũng rất vui khi nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bên ngoài. Sư phụ, dường như Kế tiên sinh và hai vị kia rất vui vẻ đấy. Họ đang cười gì? Dù sao cũng sẽ là chuyện tốt. Chẳng qua, tăng độ lớn lên xíu. Con cá này có phần đầu quá lớn, nếu sức lửa không đủ thì chỉ chín được một nửa mà thôi. Sư phụ, yên tâm. Tề Văn vừa cam đoan, vừa bẻ gãy một nhành củi trong tay. Gã đút củi vào bếp lò theo một mức độ nhất định, còn nhân tiện tóm lấy một chú tròn nhỏ đứng gần đó rồi ném ra xa. Đừng có nhìn vào trong bếp, coi chừng cháy khét cả bộ đồng đấy. Chú tròn xám kêu to hai tiếng đầy vẻ không phục, sau đó chạy ra khỏi nhà bếp, lao ra khỏi cổng chính của đạo quan. Trạng vạng tối, trong nội viện tại Vân Sơn Quan, một chiếc bàn lớn đủ 8 người đã được bày biện sẵn. Ngoại trừ mấy thức ăn chay của chính đạo quan này, dĩ nhiên không thiếu chính là một chiếc nồi lớn nằm ngay chính giữa. Bởi vì ba cái đầu cá quá lớn, cộng lại có hơn mấy chục cân, thế nên Thanh Tùng đạo nhân phải dùng đến cái nồi lớn có thể miễn cưỡng chứa đủ suất ăn cho mấy chục người. Vì đạo nhân này quả thực là xem tài nấu nướng như một bản lĩnh chân chính của mình vậy, thế nên đã đầu nhập mọi thể lực, tinh thần vào bên trong. Hương thơm tràn ra từ chiếc nồi bay đơ đáng khắp Vân Sơn Quan. Kế Duyên và Ứng Hoàng, Tần Tử Chu ở ba phía của bàn, Thanh Tùng và Thanh Uyển đạo nhân ngồi bên cạnh phía bên kia. Trong khi đó, hai con trồn xám nhỏ ngồi xa hơn một chút, đang cạo vẩy thịt cá vào một chiếc đĩa mới toanh. Bởi vì trong chiếc nồi sắt lớn này còn có cả một chiếc nồi khác, chứa súp đầu cá bên trong, nên khả năng giữ nhiệt cũng rất tốt. Ai nấy đều ăn uống vui vẻ, Kế Duyên cũng lấy rượu ngon bên trong bình thiên đấu hổ bằng bạch ngọc ra dùng, để mọi người thưởng thức cùng nhau. Thậm chí hai con tròn nhỏ cũng được chia một chén bé bé, chỉ là chúng nó lập tức xỉu ngang sau khi uống xong. Trước cảnh này, Thanh Tùng đạo nhân không thể không nhớ đến cảnh Kế tiên sinh thẳng thừng chuốc say ông ta hồi trước. Từ quá tam tuần, thái quá ngũ vị, cả đầu nồi cá lớn đã bị mấy người ăn hơn phân nửa. Tề Tuyên và Tề Văn sớm đã no căng cả bụng, trong khi nhóm ba người Kế Duyên vẫn động đũa liên tục, thi thoảng còn lấy thìa múc một chén canh để húp. Thấy Tề Tuyên và Tề Văn chỉ có thể xem mà không ăn nổi, Kế Duyên cũng cười nói. Đây là một lợi ích khác của việc tu tiên đấy, dễ dàng tránh việc chỉ có thể dõi mắt mà nhìn những món ẩm thực ngon lành trước mắt vì bụng quá no. Đến khi đồ ăn trên bàn đã được xử lý sạch sẽ, lại uống thêm vài ly rượu, Kế Duyên mới lấy quyển Thiên Địa Hóa Sinh từ trong tay áo ra. Hắn đưa quyển trục sang cho Thanh Tùng đạo nhân. Thanh Tùng đạo trưởng, đây là Thiên Địa Hóa Sinh do Kế Mỗ thôi diễn, thuộc nửa phần đầu của Thiên Địa Diệu Pháp. Pháp này cực kỳ ảo diệu, bắt buộc phải xem như bảo vật trọng yếu của Vân Sơn Quan. Sau này,
ngươi cần phải thận trọng khi tìm kiếm truyền nhân. Đương nhiên, cũng đừng quá câu nệ, chỉ cần phù hợp với ý cảnh nguyên bản của đạo gia tại Vân Sơn Quan là được. Thanh Tùng đạo nhân đứng thẳng dậy, cố chịu đựng cái bụng phình to của mình, chìa ra hai tay rồi trịnh trọng nhận lấy quyển trục. Y chần chờ, vừa muốn mở ra xem ngay nhưng lại không dám. Muốn xem thì cứ xem, vật này về sau sẽ là nền tảng tu hành của Vân Sơn Quan. Ngươi đừng khách sáo như vậy. Vì nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ông, Kế Duyên mới nói thế. Vâng. Hô một chữ để ứng tiếng xong, Tề Tuyên vội vàng mở ra ngay lập tức. Tề Văn cũng bước đến, đọc cùng. Nhưng khi cả hai vừa thấy nội dung trong đó, cơ thể Tề Tuyên và Tề Văn có vẻ như bị đông cứng lại vậy, còn ánh mắt cũng bị hút chặt vào bên trong quyển sách. Về tổng thể, dáng người của cả hai trông có vẻ cảm giác khá mông lung, vô định. Ồ, không ngờ hai vị đạo sĩ đây đã có chút thiên tư đặc biệt nhỉ? Lão Long không hỏi hơi kinh ngạc nên bật thốt lên như vậy, còn Tân Tử Chu cười. Kế tiên sinh đặc biệt sử dụng tư tưởng nguyên bản của đạo môn để thôi diễn pháp này cho phù hợp. Nếu hai người này còn không đủ ngộ tính, quả thực làm hoài phí nỗi khổ tâm của Kế tiên sinh. Ừ. Lão Long cũng gật đầu, xem như đây là công nhận cách giải thích này. May mắn thay, lần này hai vị đạo sĩ ở đây không phải ngồi luôn vài ngày vì xem pháp. Khi tỉnh táo lại thì chỉ cần thời gian mới trôi qua một khắc mà thôi. Tuy nhiên, vẻ mặt hoảng hốt, kinh sợ vừa rồi đã giải thích đầy đủ tất cả sự xung kích mà bản thân cả hai đã nhận lấy trong suốt quá trình này. Tề Văn buộc lòng phải hỏi lại sau khi định thần. Kế tiên sinh, tất cả diệu pháp tu tiên đều thần kỳ như thế này. Có phải thiên địa hóa sinh của chúng ta cũng được xem như pháp lợi hại giữa những pháp quyết tu hành của các tiên môn khác hay không? Về vấn đề này, các tông môn khác. Kế Duyên khó mà trả lời cho trọn vẹn. Vì mặc dù rất tin tưởng vào thiên địa diệu pháp của bản thân, nhưng hắn cũng chưa từng xem qua pháp tu hành của các nhà khác, cũng không thể đối chiếu với mỗi Ngọc Hoài tiểu luyện là xong. Lão Long khịt mũi híp mắt rồi liếc mắt nhìn quyển trục trong tay Tề Tuyên. Kế tiên sinh không thích khoe khoang, thế nên ta nói cho các người biết vậy. Chuyện là vậy, ở thời điểm đầu tiên khi pháp này vừa thành, ngay cả trời cao cũng muốn chiếm đoạt. Câu khẳng định này không mang bất cứ nội dung cường điệu nào, chỉ là miêu tả một sự thật rành rành ra đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 96 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như là bình luận, comment, cảm xúc. Bây giờ thì xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.